Hello anh em, MeGame tôi đã quay trở lại với một video nữa về Roblox rồi đây. Nhận thấy anh em cũng khá là ủng hộ cái video MeGame tôi đi thám hiểm mấy bức ảnh kinh dị trên Roblox, nên là hôm nay MeGame tôi quyết định làm tiếp phần 2. Tiền thử mới biết lần trước tôi mới chỉ khám phá được phần nổi thôi, chưa tìm sâu hơn mới thấy số lượng mấy con game trên Roblox dùng những hình ảnh kinh dị để dụ anh em ấn vào chơi, nhiều vô kể. Và dĩ nhiên, câu chuyện đằng sau những bức ảnh cũng ly kỳ không kém. Chúng có thể bắt nguồn từ những câu chuyện creepypasta cho đến những video đến từ Deep Web hay thậm chí là không ai giải thích được luôn. Cơ mà cũng có những trường hợp nguồn gốc của những bức ảnh này lại vô cùng xàm xí, vô tri và cực kỳ vớ va vớ vẩn. Trong video ngày hôm nay, MeGame tôi sẽ cùng anh em khám phá những bức ảnh kinh dị ám ảnh trên Roblox mà tôi tìm được tiếp theo để xem từ đâu mà có những bức ảnh này nha. Cơ mà trước khi vào video để tôi kể cho anh em một thứ còn kinh dị ám ảnh hơn. Đó chính là anh em xem video này mà không ấn đăng ký cho MeGame tôi. Anh em hãy giúp MeGame tôi vượt qua nỗi ám ảnh này bằng cách ấn hư luôn cái nút đăng ký đi xem nào. Anh em ấn xong hết rồi phải không? Thế thì vào video thôi. Đầu tiên, chúng ta sẽ khởi đầu nhẹ nhàng bằng từ khóa Scary Face. Nhìn qua hết một lượt thì hình ảnh khiến MeGame tôi phải dừng 5 giây để định thần lại là cái gương mặt trắng bệch với nụ cười đỏ lè này. Ban đầu tôi tưởng đâu là gương mặt của hồn ma cậu bé Toshio Saiki trong phim The Grudge. Nhưng mà không phải anh em ạ, nguồn gốc bức ảnh này cũng đến từ Nhật Bản như là một tựa game tên là Death Forest. Cho anh em nào chưa biết thì Death Forest là một tựa game indie của Nhật ra mắt vào tháng 7 năm 2014 và gây tiếng vang lớn trong cộng đồng game Nhật Bản. Tựa game thành công tới mức hãng Nihon Skyway đã quyết định mua bản quyền làm phim và tung ra đến tận 5 phần Death Forest ra rạp. Cơ mà cả 5 phần đều không có gì quá đặc sắc hay nói thẳng ra là dở tệ. Quay trở lại tựa game thì gương mặt này là của một hồn ma tên là Yoshie. Theo như cốt truyện game thì trước khi trở thành một oan hồn, Yoshie Kimura khi còn sống là một thiếu nữ 20 tuổi xinh đẹp đang học năm thứ 2 của trường y. Trong một chuyến leo núi cùng với bạn cùng lớp của mình, Yoshie bị sát hại bởi một tên sát nhân tới nay vẫn chưa rõ tung tích. Hắn ta đánh cô cho đến khi miệng của cô toét ra, tạo thành nụ cười đầy kinh dị của hồn ma Yoshie mà chúng ta thấy khi chơi game. Sau khi trở thành oan hồn, Yoshie lang thang khắp khu rừng, săn lùng bất kỳ ai dám bén mảng tới đây để trả thù cho cái chết oan nghiệt của cô. Và gương mặt của Yoshie còn xuất hiện trong một tựa game từng rất nổi trong cộng đồng là Nico's Nextbot. Từng bị nó rượt cho vắt chân lên cổ thì thảo nào khi lướt qua rồi tôi lại dừng ở bức ảnh này vì nó quen quá mà. Cơ mà chúng ta vẫn chưa trả lời được câu hỏi gương mặt của Yoshie được tạo ra từ đâu. Hóa ra theo như lời tác giả Cass thì Yoshie chính là ảnh chân dung của anh sau khi Photoshop với cảm hứng là những gương mặt ma quái kinh dị trên Internet. Cơ mà tôi không tìm được ảnh mặt thật của tác giả nên thanh niên này nói sao thì chúng ta tin vậy thôi. Lại là từ khóa Smile, nhưng lần này chúng ta sẽ cùng khám phá nguồn gốc của bức ảnh người đàn ông cười cực kỳ ghê rợn này. Sao mà cảm giác của tôi khi nhìn bức ảnh này nó cứ chột dạ thế nào ấy nhở? Như thể cái người này đang nhìn thẳng vào tâm can của tôi vậy. Đây thực tế không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy bức ảnh này. Tôi chắc chắn rất nhiều anh em ở đây đã bị chiếc video này trên Top Jumpscare giật bắn cả người. Cơ mà video cũng không phải là nguồn gốc thực sự của người đàn ông trong ảnh. Tiếp tục lục lọi thì tôi phát hiện ra người đàn ông này đến từ thế giới của Creepypasta. Ông ta được biết đến với cái tên như The Grinning Man hay là Smiling Man. Trong các câu chuyện Creepypasta thì người đàn ông này thường được mô tả là một kẻ điên loạn, thích rình mò hay thậm chí là rượt đuổi người khác. Cơ mà có rất nhiều biến thể về Smiling Man nhưng ai cũng dùng bức ảnh này để minh họa nên là tôi cũng không rõ đâu mới là bản gốc nữa. Vậy rốt cuộc bức ảnh này đến từ đâu? Hóa ra nguồn gốc của bức ảnh lại cực kỳ vô tri anh em ạ. Đó là trang web World's Largest Dinosaur, con khủng long lớn nhất thế giới. Đây là một địa điểm du lịch bên Mỹ và đúng như tên gọi, ở đó có bức tượng khủng long lớn nhất trên thế giới. Đây là phiên bản trang web ở thời điểm hiện tại. Thế nhưng trong phiên bản web năm 2004 thì có một mục tên là ví dụ điển hình của việc tham quan khủng long lớn nhất thế giới quá lâu và khi bấm vào link thì chính là hình ảnh của một người đàn ông đang cố gắng hết sức để nở một nụ cười thật to. Đây chính là ảnh gốc chưa qua chỉnh sửa của Smiling Man. Bức ảnh này vào năm 2004 từng được diễn đàn 4chan chế meme và lan truyền khắp nơi nhưng phải đến năm 2016 thì mới bắt đầu xuất hiện những câu chuyện creepypasta về người đàn ông này. Nếu tìm kiếm từ khóa kinh dị nhất trên Roblox thì đây sẽ là một trong những hình ảnh xuất hiện. Từ trong bóng tối là một gương mặt trắng bệch, mở to hết mức, nhìn chăm chăm kèm theo không rõ có phải là một nụ cười hay không. Ngoài Roblox ra thì người ta cũng dùng những gương mặt này cho mấy con game Nextbot, nên chắc chắn là anh em cũng đã từng thấy hình ảnh này ở đâu đó rồi. Nhưng mà có vẻ nhiều anh em sẽ biết đến gương mặt này với cái tên là thực thể 832, đến từ Backroom hay còn được gọi là Pinhead. Theo điều tra ban đầu, đây là một thực thể được tạo ra bởi YouTuber Brookly, thế nhưng nó hóa ra được dựng theo một sinh vật xuất hiện lần đầu trên Reddit vào năm 2021. Đây là bức ảnh đầu tiên của nhân vật này, được đăng trên diễn đàn của người hâm mộ tác giả Trevor Henderson, người đã tạo ra Siren Head rồi Cartoon Cat, vân vân. Anh em có thể thấy là thanh niên YouTuber ở trên đã sửa thiết kế lại một tẹo và tạo ra Entity 832. Gương mặt tác giả gốc của sinh vật này lại không đặt tên cho nó nên là anh em có tên gì hay thì hãy để lại bình luận bên dưới nha. Đây chắc là bức ảnh nổi tiếng nhất trong video ngày hôm nay, Jeff the Killer, là một trong những truyền thuyết đô thị kinh dị vô cùng đáng sợ từng được rất nhiều người truyền tai nhau. Đồng thời Jeff the Killer cũng là một nhân vật creepypasta với nhiều mẩu chuyện nổi da gà. Nghe đâu là thanh niên này bị bỏng đến biến dạng khuôn mặt,
Gia đình phải đưa đến gặp bác sĩ nhưng thực sự các bác sĩ cũng không thể chữa lành lặn như ban đầu được. Khi nhìn mình trong gương, anh tìm cách tạo ra cho mình bằng một gương mặt cười bằng cách cắt mí và kéo dài khóe môi để khi nhìn vào gương mặt anh lúc nào cũng cười. Từ đó anh ta trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt cực kỳ khét tiếng. Jeff thường lẻn vào nhà các nạn nhân và thì thầm với nạn nhân của mình rằng đi ngủ đi trước khi xuống tay kết liễu. Vậy thì bức ảnh gốc của Jeff the Killer trông như thế nào? Nhiều người tin rằng đây là meme cô bạn gái quá khích sau khi được Photoshop. Trông cũng giống thật anh em ạ. Cô gái này có cái nét mặt và biểu cảm của Jeff the Killer, nhưng thực tế có vẻ không đúng. Nhiều người cho rằng bức ảnh đứa bé dễ thương này mới là Jeff the Killer, nhưng mà hình như cũng chẳng phải nốt. Theo đó anh em phải quay ngược lại thời gian đến tận năm 2008 trên diễn đàn 4chan. Sao cái gì cũng từ 4chan mà ra thế nhở? Theo đó, một người dùng đã bảo rằng chị gái của mình đã bật khóc khi bức ảnh của cô bị những người dùng 4chan khác chế giễu và bắt đầu Photoshop loạn hết cả lên. Trong đó có bức ảnh này. Vậy thì đây có phải là nguồn gốc thực sự của Jeff the Killer? Vẫn chưa anh em ạ. Có một cuộc điều tra đã đưa giả thuyết này đến Nhật Bản. Theo đó, bức ảnh một cô gái tên là Mariko Suza mới thực sự là Jeff the Killer. Người ta đã chỉ ra rất nhiều điểm tương đồng của bức ảnh này với Jeff the Killer. Vậy rốt cuộc Jeff the Killer từ đâu ra? Câu trả lời nói chung là vẫn chưa rõ, nhưng mà có điều chắc chắn là hắn ta không có thật, nên anh em không có gì phải sợ cả. Hay là thật nhờ? Ai mà biết được nhờ? Gương mặt tiếp theo cũng nổi tiếng vô cùng, không thua kém gì Jeff the Killer, đó chính là Obunga. Xuất hiện từ tít năm 2013, thế nhưng đến khi tựa game Nico's Nextbot xuất hiện thì Obunga mới trở nên nổi tiếng, trở thành gương mặt biểu tượng cho tựa game Nico's Nextbot này luôn. Thực tế, đây là bức ảnh chụp cựu Tổng thống Barack Obama, nhưng nó đã được chỉnh sửa để trông giống người dán Terraforma trong bộ manga anime cùng tên. Đại khái là 500 năm trước, con người gửi lũ dán và rêu lên sao hỏa để bắt đầu chương trình cải tạo sao hỏa. Sau 500 năm, chúng tiến hóa và đột biến trở thành những sinh vật cao to đen hồi. Bức ảnh này thực tế đã có từ năm 2013, nhưng đến năm 2018, meme về Obunga mới bắt đầu phổ biến trên mạng, nhất là sau khi được ông vua YouTube PewDiePie đăng hẳn lên một video. Và đến tháng 7 năm 2022, Obunga chính thức có mặt trên Garry's Mod Nextbot Chase. Và sau đó chúng ta có luôn Obunga phiên bản Roblox trong Nico's Nextbot, từ đó mới nổi tiếng luôn. Người dê thì nghe có vẻ không đáng sợ lắm, nhưng mà tưởng tượng, anh em đang ở chỗ nào vắng vẻ mà sinh vật này xuất hiện thì có chạy tóe khói không? Sinh vật này đã từng rất nổi tiếng, được lên cả bên Mỹ báo đài các kiểu. Thế nhưng, khi cần phải minh họa thì người ta luôn dùng bức ảnh này. Kể cũng lạ, tại sao nhiều người nhìn thấy mà chả có chụp ảnh hay ghi hình gì được, toàn phải dùng đi dùng lại bức ảnh này. Theo đó, bức ảnh này xuất hiện từ năm 2011 trên trang web DeviantArt, nơi mà người ta chia sẻ những tác phẩm vẽ vời do mình tạo ra. Hóa ra dưới chân con dê còn có xác của một người đang nằm sõng xoài nữa. Đây hoàn toàn là Photoshop và được dùng để dự thi ai là người có bức ảnh quái vật sáng tạo và đáng sợ nhất. Và ngạc nhiên là bức ảnh này đã trượt mất giải. Cứ tưởng là nổi tiếng như thế thì phải được giải nhất chứ nhở? Ít nhất anh không thắng được ban giám khảo thì anh cũng đã chiến thắng trong lòng người hâm mộ rồi. Có vẻ như bức ảnh này chính là nguồn cảm hứng để cho tựa game Do You Copy sau này đấy anh em ạ. Trong video lần trước, chúng ta đã tìm ra được nguồn gốc của SCP-173 rồi. Vậy còn SCP-1471 thì sao? Trông nó cũng đáng sợ không kém này. SCP-1471 còn được biết đến với tên gọi Malware 1.0.0, là một ứng dụng miễn phí có dung lượng 9.8 MB dành cho các thiết bị di động. Được phát hiện bởi tổ chức SCP, SCP-1471 hiện đang được tổ chức giữ lại để nghiên cứu và kiểm soát. Sau khi cài đặt, SCP-1471 sẽ không tạo ra biểu tượng hoặc lối tắt nào trên màn hình chính của thiết bị. Thế nhưng, nó sẽ bắt đầu gửi cho người dùng các hình ảnh, video thông qua tin nhắn văn bản mỗi 3 đến 6 giờ. Tất cả các hình ảnh có sinh vật này xuất hiện, bắt đầu từ những địa điểm xa lạ, sau đó sẽ dần chuyển sang những nơi quen thuộc với họ. Và sau 90 giờ kể từ khi cài đặt, người dùng sẽ bắt đầu tưởng tượng ra thực thể này trong suy nghĩ và ở xung quanh họ mà không cách nào loại bỏ được. Không rõ tại sao thực thể này lại làm như thế, nhưng mà nghe cũng sợ thật. Vậy thì bức ảnh này ở đâu ra? Hóa ra lại là từ DeviantArt. Đây là bức ảnh gốc khi chưa được chỉnh trắng đen. Theo như lời tác giả thì sinh vật này tên là Brains, một con zombie ma sói. Đây là bộ trang phục được tác giả tạo ra để đi cosplay tại một buổi fest tên là London Expo. Có cả hình đi chơi fest gặp mấy em gái furry nữa này. Dù là từ khóa là Scary Killers, nhưng mà hình ảnh của Roblox đề xuất cho anh em lại là một người phụ nữ với làn da trắng bệch và mái tóc dài. Do đã xem quá nhiều phim kinh dị nên tôi dễ dàng nhận ra hình ảnh này đến từ một bộ phim tên là Scary Story to Tell in the Dark. Cụ thể sinh vật này có tên là Pale Lady, người phụ nữ nhợt nhạt. Pale Lady thường xuất hiện trong giấc mơ của những người chuẩn bị gặp nguy hiểm. Vì lý do đó, người ta còn gắn cho bà biệt danh kẻ báo tử, vì Pale Lady thường báo mộng cho người khác về tránh xa điều họ sắp làm vì chúng có nguy cơ dẫn đến cái chết. Nghe qua thì có vẻ Pale Lady là một thực thể tốt bụng, muốn bảo vệ con người khỏi cái chết. Không anh em ạ, thực ra bà ta là một thực thể chuyên thao túng và vẽ nên một giấc mơ theo ý mình nhằm dụ dỗ các nạn nhân đến chỗ chết. Nếu họ làm theo hướng dẫn của bà ta là đến nơi an toàn, thì đó mới là nơi Pale Lady đang đợi sẵn. Bà ta sẽ hấp thụ nạn nhân vào bên trong cơ thể của mình và linh hồn của họ sẽ thuộc về bà ta mãi mãi. Ở trên là 8 bức ảnh kinh dị ám ảnh nhất trên Roblox mà Mi Game tôi tìm được. Anh em có muốn Mi Game tôi tìm hiểu với những bức ảnh nào khác thì hãy bình luận luôn phía bên dưới nha. Nếu thấy video hấp dẫn thì đừng tiếc với tôi một nút like anh em nhé.
ấn luôn nút đăng ký để còn nhận được thông báo để lên xem video nha anh em. Giờ thì chuyên mục trả lời bình luận đã quay trở lại rồi đây. Bạn Hoàng An Nguyễn hỏi, game để giải trí mà sao phân tích nhiều vậy? Thì tôi sinh ra để làm điều này mà anh em, phân tích xả lơ để cho cuộc đời thêm phần nhạt nhẽo thôi. Bạn Zeno nói chán vì đăng ký nhiều lần rồi mà không được lên TV. Chính vì đăng ký nhiều lần mới không được lên đấy, mỗi tài khoản đăng ký một lần là được rồi nha. Giờ tới tiếp mục bạn hỏi Mi Game trả lời. Bạn La San San là nữ và muốn nhờ Mi Game tôi tư vấn cách tán crush cùng lớp. Ok bạn ơi, con trai tụi tôi thích con gái biết chơi game lắm, tập chơi game mà crush đang chơi xong rủ nó duo, bật voice chat lên thả thính qua lại, thế là đổ thôi. Bạn Trà Dương hơi dốt một xác suất thống kê nên muốn nhờ tôi giúp. Một sọt cam có 10 trái trong đó 4 trái hư, hỏi xác suất lấy được 3 trái hư là bao nhiêu? Easy luôn bạn ơi, C3 của 4 chia cho C3 của 10 bằng 0.03. Bạn Thái Cảnh lại nhờ tôi cân bằng phương trình hóa học Fe cộng HNO3 sang FeNO3 3 lần cộng NO2 cộng H2O. Cái này dễ, 4HNO3 với 2H2O là đủ thôi ông ơi. Bạn Danh Nguyễn hỏi tôi như sau, không ai than sức khỏe của anh Mi Game hết. Sức khỏe của anh đời của anh ra sao? Trước khi trả lời thì lần sau ông đừng có chơi đồ trước khi comment nhá, tôi đọc comment của bạn mà lú luôn. Nói chung Mi Game tôi vẫn khỏe mạnh bình thường, dư sức làm video cho các ông, cảm ơn đã hỏi thăm nhá. Ok hôm nay tới đây thôi, đừng quên khung giờ 18 giờ các ngày thứ 2, thứ 6 hàng tuần để đón xem những nội dung khác đến từ Mi Game. Giờ thì cảm ơn anh em đã theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.